Xin chào anh em, lên ngay và tham gia nhận trang phục bực ad free đi nào các bạn ơi. Yên tâm là trang phục nào có nó không ra, mà trang phục nào chưa có là chắc chắn nó ra nhá. Từ bực A đến bực S, và cái nick này của mình ra ngay. Em ơi, anh thấy đích từ chiều và đó cho bộ trang phục Rư Bố Nam Vương anh em. Wow, thật tuyệt vời. Và nhớ là bảng xếp hạng top 1, tức là người đứng top 1 ở trong cái đường đua Tân Sửu Free 100 này sẽ được nhận một gói tướng, full tướng và full trang phục mở bán cửa hàng nhé. Thật tuyệt vời đúng không nào? Anh em chắc hẳn đang rất là tò mò muốn tham gia làm sao để nhận các bộ skin S. Nhớ là từng người đều sẽ góp phần quà và skin khác nhau, không có giống nhau đâu nhá các bạn ơi. 5.000 dặm phải làm sao đi đây? Sút mông kẻ địch hoặc là đồng đội. Ý của mình là bạn bè đó anh em. Này thì bừa ấy, sút cho một cái cho trâu của cái nick chính của mình bị giảm tốc độ xuống. Sút mông thì quá đi. Ha ha. Ôi ôi, biệt thái quá. Rồi nha anh em. Bạn nào mà chưa vào được ấy thì nhớ vào đúng cái hình ảnh avatar ở ngoài hình giống như mình nhá. Đây anh em ơi, chúng ta bây giờ là làm gì đây? Các nhiệm vụ để nhận lượt đua, nhiệm vụ hàng ngày nè, và nhiệm vụ đặc biệt như là xem hài Tết nè, xe pet các kiểu, hay là xem link video. Ok, nhớ nhá, tham gia làm nhiệm vụ để nhận được, làm tất cả nhiệm vụ để quá lượt quay, lượt đuôi đúng hơn. Bây giờ mình có 18 lượt đuôi anh em. Làm sao để chạy nhanh? Vậy chúng ta phải nâng cấp nhá. 10 điểm bạn bè giúp được châu chiến giáp, 20 lượt nhập cốt được châu siêu xe. Tức là bạn có thể giúp được 4 người, và bạn có thể nhờ đồng đội, nhờ bạn bè lên các fanpage group chia sẻ cốt đường đua Tân Sửu để họ nhập vào. Nói thẳng luôn là hiện tại chúng ta đang có tận 3 loại cốt anh em, loại cốt trung sức này, rồi loại cốt nâng cấp châu. Anh em cảm thấy hào hứng chưa nào? Và quan trọng hơn, cái đường đua Tân Sửu này ấy, các bạn có thể đua cùng bạn được. Trời ơi, các bạn để tạo phòng nè, sau đó vào đua chung với nhau. Sướng thực sự nghe, đây không hẳn là một cái event một mình các bạn chơi, mà có thể đồng đội, bạn bè, crush. Chết xin 20 giây quảng cáo mở lại rồi anh em ơi. Lên ngay nhận quân huy hàng ngày trên tngshop.vn. Xả hàng, rất nhiều nick, tuyệt vời, rất là nhiều event để mà gửi tới cho anh em tham gia dịp Tết bao lì xì năm mới này. Tham gia đi, còn chờ gì hơn anh em ơi. Và nhớ kêu gọi bạn bè lên tngshop.vn để click free hàng ngày nhận quân huy nhá. Ok, đua ngay nhé các bạn ơi. Đua cùng bạn, bây giờ chẳng có thằng bạn nào ở cạnh mình. Thôi chúng ta đua random đi. Đương nhiên muốn được cái thời gian, muốn được chiến thắng thì tất nhiên là các bạn đua cùng đồng đội của mình. Tại vì đồng đội của mình hai người đều biết chơi, nó mới chạy nhanh được anh em. Bắt đầu xem cách thức để mà đua nha anh em. Xem phần quà, xem phần thưởng rồi, xem nhiệm vụ để nhận cái lượt đua rồi. Bây giờ là đua thôi. Đồng đội của mình là Minh Thư, con trâu rởm nhất giống trâu của mình. Anh em mà bấm từng nháy như mình ấy thì nó đua cực chậm. Vậy làm sao để nó đua nhanh? Bạn muốn đua nhanh, Minh Thư sorry bạn nhá. Tôi đang test là bấm từng nút, thành ra là trâu của tôi như một con trâu chỉ bị được một thịt đấy anh em. Bây giờ là đây anh em ạ. Đấy. Thua rồi, bạn cần phải luyện tay thêm, chơi thêm luyện tập nào. Ui trời, thoải mái bạn ơi, tôi có tận 17 lần mà. Bắt đầu thôi. Lần này chơi thật cho anh em coi này nhá. Vừa rồi chỉ là đi dạo mát cho anh em coi là nếu các bạn bấm từ là ăn không có gì để mà ăn đâu. Đấy, không làm là không có ăn đâu anh em. Nào, bắt đầu thôi. Châu mình là... Úi dồi ôi, cái thằng châu Đinh Văn kia tại sao lại bị sút tận 3 lần giảm tốc độ. Thôi để tôi làm hết nè. Bấm nhanh vào anh em, bấm nhiều vào, bấm nhanh vào, bấm hết, bấm hết, bấm cực lực cho tôi, bấm nát màn hình cho tôi anh em, bấm nát màn hình cho, bấm nát màn hình. Sau cái vụ event này chắc là nhiều anh em bị nát màn hình mất. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chúc mừng chiến thắng, tức là một trong hai người chỉ cần đến đích là chúng ta sẽ giành chiến thắng chung cuộc nhá. Tuyệt vời chưa, còn 16 lượt. Vào tiếp luôn để mà chứng minh cho anh em xem một cái khả năng tổ lái tôi như sao nhá. Ok, tổ lái để nhận hơn 60 mấy bộ trang phục chọn một nào. Trời ơi, con trâu kia khủng quá anh em. Con trâu được nâng cấp kia. Đó là một con trâu được nâng cấp anh em. Trời ơi, nhanh lên, nhanh, 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 nhanh. Trời ơi, cái thằng SKT fan kia nó trâu mạnh quá anh em. Trâu kia mặc dù bị sút đít cho trừ một tốc độ rồi, nhưng vẫn rất là khỏe. Rồng ơi, nhanh lên. Trời ơi, tưởng gì, trâu nâng cấp thế đấy anh em. Muốn châu nâng cấp mà bị gọi là bị sút xong ấy, mà muốn không bị hiệu ứng trừ không. Đấy, hiệu ứng của mình là trừ không như đấy. Các bạn chỉ cần đua được 5.000 dặm, tức là 100 trang bạn nhận được bộ trang phục này, trừ khi các bạn có tất cả bộ trang phục bậc S trở xuống rồi nhá, thì bạn mới nhận được giấy vé bùa thôi. Đó là clip thứ nhất các bạn ơi. Ok,
Bây giờ là đây, nếu các bạn rảnh ấy thì cứ để xem cái thể lệ. Mà các bạn không, mà các bạn xem video của S xong ấy thì cần quay về đọc thể lệ đúng nào. Có bạn thì mời họ vào tạo đua bạn luôn. Hợp lý cho anh em. Và nhớ là lên link ở bên dưới để mà chia sẻ copy link nhá. Bây giờ là bắt đầu thôi anh em. Thằng này, này thì sút. Này thì sút tôi anh em. Tôi sút lại liền à. Sút là nhiệm vụ đấy anh em. Hiệu ứng của mình là -1 tại sao? Vừa rồi mình bị sút anh em. Vậy thì làm sao để mà hóa giải cái hiệu ứng này? Giúp bạn bè, bạn đã giúp thành công. Bạn cần 3 lần giúp. Và khi bạn giúp xong thì đây, hiệu ứng trừ là không rồi. Tức là các bạn sẽ không còn bị trừ nữa. Phần thưởng mình là giấy vé buộc S tại sao? Bởi vì mình full tất cả các bộ skin bậc S trở xuống rồi. Thế nó mới buồn chứ. Đùa thôi. Thử test cho anh em coi nhá. Đùa cái nick mới nè. Lâu thế nhở. Wow. Châu của mấy thanh niên khủng kia không phải dạng vừa anh em. Bấm mạnh vào, bấm đỉnh cấp vào anh em. Bấm cực lực vào. Bấm nát màn hình chết nhá. Đừng có tiếc màn hình làm gì cả. Bởi vì nếu các bạn top 1 ấy, các bạn nhận được full tướng và full trang phục. Quá đỉnh cấp thế nào. Tức là người đứng top 1 chơi mấy thằng kia sẽ chạy nhanh thế nhở. Vô lý thực sự anh em. Mấy con trâu nó rởm giống nhau. Thế mà chạy nhanh ghê luôn. Đó là giới thiệu thôi. Đấy anh em thấy không? Cái đường đua Tân Sửu này có rất là nhiều thể lệ. Và thanh niên Ngọc Thiện Nguyễn đang tận 3.000 dặm rồi. Mấy thanh niên này đua mạnh quá anh em. Anh em phải kêu đồng đội đi. Thằng bạn nào đang ở gần bạn, hãy phổ biến video này cho họ để họ biết cách chơi. Họ biết cách giảm cái hiệu ứng trừ. Và họ vào đây đua. Thật tuyệt vời đúng không nào? Ok, đua lại nè. Đây là cái video vừa rồi mà mình gửi tới cho anh em. Nhưng bây giờ là phát lại để chúng ta cùng phân tích một chút về một con trâu trọi nha anh em. Tức là ở trong cái đường đua Tân Sửu này thì phải đo về cái độ. Thứ nhất là trâu của bạn là thuộc hệ chiến gì. Muốn trâu khỏe thì các bạn phải cho người chơi khác họ nhập cái cốt của bạn vào. Tối đa là 20 cốt để nâng lên trâu siêu xe. Nâng lên được trâu siêu xe thì các bạn rất là khủng luôn. Đặc biệt hơn là các bạn phải nhanh tay. Chứ bạn mà bấm bạch bạch như vừa rồi đấy thì làm sao mà thắng được anh em. Trừ khi là kiểu crush trâu nhau ấy, thì chỉ cần một trâu thắng là chiến thắng chung cuộc. Tức là kiểu ăn hôi rồi anh em. Tức là chỉ cần thằng đồng đội nó về đích trước ấy thì chắc chắn sẽ ăn được. Anh em thấy không? -3 đây. Đinh Văn Vàng gì đấy. -3, tức là thằng này đã bị giảm tốc độ chạy xuống là -3 rồi. Nhưng mà thằng này ấy, nó hên. Nó gặp được S. Anh em hiểu không? Nó hên đấy. Thành ra là S là chiến thắng chung cuộc này anh em biết không? Gánh cái thằng Tạ này, gánh thằng Tạ bị ba thằng bạn nó bị sút kìa. Tức là tối đa bạn có thể sút 3 lần. Nhớ kêu gọi bạn bè tham gia nha anh em ơi. Và một điểm các bạn cần phải chú ý đó chính là chúng ta có thể chơi ở trên cái web. Anh em hiểu không? Link web sẽ ở phần mô tả nhá. Tức là các bạn không chỉ là chỉ chơi trên điện thoại mà có thể lên web chơi bằng máy tính nè. Bây giờ mình test cho anh em nhé. Anh em thấy cái chuột không? Đây, sử dụng chuột để mà chơi luôn để xem có hiệu quả nhá. Cái điểm lợi ích của chơi trên web ấy đó chính là các bạn sẽ không mỏi tay để bấm lên bàn màn hình. Nhưng mà cái tệ của anh em là di hơi khó một chút, kiểu phải di chuột ra để mà bấm. Đây, thành ra nhiều lúc là chúng ta bị trượt. Thành ra mình vẫn nghĩ là chúng ta bấm ở trên màn hình điện thoại thì vẫn tối ưu nhất anh em. Bởi vì bấm trên chuột ấy, chúng ta di chuột ra để mà các vị trí hơi chậm một chút. Thành ra chúng ta mất thời nhiều thời gian. Các bạn đừng quên like, share và chia sẻ cho bạn bè ngay nhé. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất. Vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.